đi rồi mày. Này cái chỗ leo. Anh nghe em. Đó. Gì chưa? Gọi anh làm gì? Hả? Được. Thôi đi về đi. Về đây. Đi ăn cái gì đi nha. Tí nữa về bắt anh chở đi ăn nữa. Bây giờ còn lạnh. Hái gì đó anh đi. Căng chết luôn. Không sao. Con của bạn con rồi không phải CB nữa CB nữa qua Hãy
có bản quyền gì không? Nó có bơm khí vào đây không? Đó kìa. Không không. Số không. Cái bình này có khi nó nổ không anh Biên? Bình áp suất rất thấp. Không cao. Hơi nước mới cao. Này nó tầm 5-6 kg. Hồi để cho nó thả thử cái máng. Đâu phải nâng vài tấn đâu.